Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang xem xét về việc khởi tố vụ án để điều tra hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Kiên Giang. Cơ quan này đang chờ kết quả giám định giá trị chiếc điện thoại mà Giang đã trộm của vợ Trung tá Nguyễn Văn Vũ, công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Kiên Giang. Theo thông tin trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7, bà Trần Thị Nhanh đang may đồ cho khách tại nhà. Lợi dụng lúc bà Nhanh xuống dưới bếp lấy nước uống, một tên trộm đã lẻn vào lấy chiếc điện thoại. Thoáng thấy tên trộm chạy khỏi nhà, bà Nhanh gọi chồng là Trung tá Vũ truy đuổi. Kẻ trộm bị bắt là Nguyễn Kiên Giang, bị ông Vũ giao cho công an phường Bình An xử lý. Sau đó, Giang cùng bà ngoại và một người hàng xóm đã đến gia đình ông năn nỉ xin được bỏ qua. Lý do là Giang có con nhỏ mới sinh, vợ lại bỏ nhà đi nên gia đình gặp khó khăn, thậm chí không có tiền mua sữa cho con. Từ đó Giang mới nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán có tiền mua sữa cho con. Đặc biệt khi được hỏi về việc Giang đã từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù năm ngoái, thì bà ngoại của thanh niên này cho biết chỉ vì lúc đó vợ của Giang mới mang thai nhưng lại không có tiền nên mới đi làm liều như thế. Lần đó Giang đi cướp đôi bông tai bằng vàng của một người dân ở khu vực phường An Hòa, thành phố Rạch Giá và bị bắt, lãnh án 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Bản thân tôi khi nghe gia đình họ trình bày hoàn cảnh thì cũng thấy động lòng lắm, cho nên có trao đổi với anh em ở công an thành phố Rạch Giá. Tôi còn gợi ý cho Giang đi làm hộ ở gần khu vực nhà của vợ tôi, vì nơi đây cũng cần người phụ với tiền công là 250.000 đồng một ngày để tránh tái phạm. Nghe tôi nói vậy thì Giang tỏ ra ăn năn hối hận về việc làm của mình, nhưng tất cả phải chờ quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng, ông Vũ chia sẻ. Rất cảm phục tấm lòng của Trung tá Nguyễn Văn Vũ, đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, thế nên rất mong Giang sẽ chú tâm làm ăn để lo cho vợ con và không lâm vào con đường phạm tội nữa.